Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh đang đi chợ mua đồ cho vợ qua con đường nhỏ gần nhà, bất ngờ phát hiện ra một chiếc cống lâu năm mà thanh niên chưa từng biết. Anh ghé qua xem xét thì thấy chiếc cống này có khá nhiều sinh vật thủy sinh độc lạ, vậy nên buổi tối sẽ là lúc anh hành động, khi đó các động vật dưới nước sẽ tấp nập đi tìm kiếm thức ăn. Bảy trọ nghe nói ở đây còn có lười thủy quái khổng lồ, đã có nhiều nhà thám hiểm một đi không trở lại ở con cống tử thần này, nhưng các bạn biết anh Bảy là người không sợ trời sợ đất, mà chỉ sợ vợ thôi ha ha. Không linh tinh luyên thuyên nữa, cùng bắt tay vào việc thôi nào. Bảy trọ vô tình phát hiện con cống đã xả nước vô cùng nhiều, vừa rồi nó vẫn còn nông nghẽn thế này thôi các bạn ạ. Trời mẹ, con vật đầu tiên mà anh Bảy bắt được đó là một chiếc cá dọn bể, mà sao nó to chà bá thế này nhỉ? Bình thường thì kích cỡ của chúng chỉ bằng hai ngón tay mà thôi, đáng ra thì Bảy bóng sẽ cất em nó vào xô để mang về chiên giòn. Tuy nhiên thì nay anh đang tu đạo hướng tới chín quả, nên sẽ thả nó vào chiếc cống này, để xem dùng vật có bắt được thứ gì không. Đây rồi, nó là một con tôm hùm đất nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ thằng cu này chưa đến tuổi dậy thì nên cơ thể nó còn trong suốt, tạm tha mày ở đây nha. Ngay bên cạnh đó, Bảy bóng đã lụm được em cá rô phi siêu nhỏ này, nó có màu sắc xanh cơ thể tuyệt đẹp, Bảy trọ sẽ thấy nó khá cute. Anh muốn đưa nó vào bể cá cảnh của mình, bên kia hình như có con vật nào đó. Lúc anh Bảy đặt chân đến đây thì chỉ có đất, tuy nhiên sau vài phút cống thả nước thì đã ngập đến mức này. Điều này cũng giúp bọn cá có diện tích để di chuyển khắp nơi. Ủa, anh Bảy vừa bắt tay được em cá nữa nè mọi người. Nó là cá rô đồng siêu ngầu lòi, có màu đen tuyền huyền bí. Các bạn trông nè, khi thả vào nước, cơ thể rô đồng uốn lượn rất kỹ viện luôn. Vãi trưởng, Bảy trọ tiếp tục bắt được một em cá nữa. Bé này thì nom nom chưa biết tên là gì, bởi cơ thể nó trong suốt. Ở những khu nước gần cống có khá nhiều cá rô phi, Bảy trọ dễ dàng bắt cá hai tay luôn này các bạn. Hay hình như dưới đây có một bé tôm, tuy nhiên thì nó đã ngủm củ tỏi từ lúc nào không hay, có lẽ tôm bị sinh vật nào đó ăn thịt. Anh Bảy đoán nó đang ở ngay gần đây thôi, sục thử đống cỏ này lên xem. Trời mẹ, ông cháu đã phát hiện ra con cá màu gà siêu quý hiếm, nó có màu cam ảo lòi thế này nè. Đã vậy giá của loài cá này khi bán trên thị trường khá rẻ, cụ thể cả 4.9 tỷ. Sau bữa hớt cá này chắc anh Bảy kiếm được bộn tiền luôn. Vì muốn năng suất tăng lên, Bảy trọ sẽ sử dụng lồng sắt để bẫy, cộng thêm đó phải có túi mồi màu hồng nam tính này nữa. Vãi trưởng, mùi thum thủm nhức hết cái mũi. Anh Bảy mong có thể bẫy được con thủy quái ở khu vực này, anh sẽ đặt bẫy ở vị trí thuận lợi. Tiếp theo đó, thanh niên sẽ hướng sự chú ý tới chiếc cống này, tuy nhỏ nhưng chắc chắn bên trong sẽ có nhiều sinh vật độc lạ lắm cho coi. Bảy trọ xúc thử một lưới lên xem có gì không. Ái chà, đây là con bọ nước, mày tính chạy đi đâu hả? Bên cạnh đó còn bé cá trên siêu nhỏ này nữa, sống ở đây làm gì đủ dinh dưỡng để phát triển chứ. Ủa, cái củ cải gì đây? Thì ra là một bé cá rô phi, tuy nhiên sao cái thây của nó tròn xoe thế này nhỉ? Có lẽ nó ẻ trong cống tròn nên cơ thể cũng biến đổi vậy hay sao á? Sẽ thêm được bé nữa vào thùng. Ôi vãi nhò, các bạn trông né, đây là một bé cá rô phi đột biến siêu cấp, cơ thể nó có màu đỏ tuyệt đẹp. Con lợn này bán trên thị trường chắc cũng cỡ vài chục tỷ cũng nên. Bữa này Bảy trọ may mắn quá mà vô tình ông cháu lại đánh rơi nó xuống cống mới đen chứ. Sau 2 phút thì anh đã vớt lại được nó. Giờ chú em cứ vào trong thùng nước của Bảy bóng cái đã rồi tính sau. Đố các bạn biết đây là con gì ấy? Nhìn sơ qua thì giống bé na nhưng lại có 4 chân, ảo thật đấy. Bạn nào biết thì hãy nhanh tay comment xuống phía dưới nhé. Con lợn này chắc phải để ở thùng riêng quá, Bảy trọ sợ nó sẽ ăn thịt mấy bé cá mà anh hớt được. Anh Bảy đã tìm ra chiếc cống có kích cỡ lớn hơn, dự đoán trong đây có thủy quái cũng nên. Để xem nào, trời mé, cống này sâu quá xá, còn dài hơn cây vợt hớt cá của anh nữa. Có khi tẹo nữa Bảy trọ phải nhảy xuống đây tắm thử mới được. Ái chà, thanh niên vừa lụm được một bé cá dọn bể đen tuyền nè, mà trong chiếc cống này có nhiều cá thật chứ. Theo tiến độ này thì hết đêm nay ông cháu sẽ có vài cân cá đem về nuôi. Giờ đến lúc quay lại kiểm tra chiếc lồng sắt xem có thứ gì không nào. Ôi vãi nho, Bảy trọ đã bẫy được một con cá rô phi đột biến, có điều kích cỡ của nó còn to hơn con trước. Bên cạnh đó còn có cá củ cải gì đó cũng bự không kém. Giờ săn bắt đã kết thúc, đến lúc anh Bảy phải về nhà nấu cơm cho vợ ăn rồi các bạn. Với số cá anh bắt được thì cũng ổn đấy chứ, sau này khi chúng lớn cho lên chảo dầu chiên giòn là nhức cái nách luôn. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một chiếc kỳ nhông Asotone siêu cấp cute. Cụ thể thì anh Bảy đã bỏ 6.9 tỷ ra để tậu được bé nó về đấy các bạn ạ. Ngoài vẻ ngoài siêu cute này ra thì nó còn đắt thấy má luôn, mà trông nó cứ ú na ú nu thế nào ấy, tự nhiên nom nom muốn mua một em về nhà nuôi ghê chứ. Đối với kỳ nhông Asotone, chúng có thể ăn bất cứ thứ gì, miễn là bỏ được vô bụng. Ủa, sao tự dưng lại nhè ra thế hả? Anh Bảy cố mớm cho thằng cu mà nó dám lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn nữa chứ. Sau khi thay đổi loại thức ăn thì kỳ nhông đớp phát một luôn ha ha, cứ tưởng cái gì nó cũng ăn chứ, thì ra cũng kén cá chọn canh ra phết. Bảy bóng cho thêm miếng nữa nè. Hay sao lại nhè ra dị hả? Vì thấy kỳ nhông Asotone quá cute hột me nên anh Bảy đã mua thêm một bé nữa, một phần cũng giúp thằng cu kia có bạn bầu tâm sự. Hai ông cháu này kích cỡ khá ngang nhau, anh Bảy còn vuốt ve lên đầu nó nữa chứ. Anh muốn chúng ở trong một môi trường phù hợp với thể chất của chúng nhất.
nên đã quyết định tự làm một hồ sinh thái mới. Giờ mỗi con sẽ có một phòng riêng để sinh hoạt cá nhân, mà Nom Nom cũng chưa biết đâu là con được, đâu là cái nữa. Anh Bảy nói rằng loài kỳ nhông Asotol sẽ tiến hóa đến ngưỡng nhất định, cụ thể là giống như trong video, sau đó thì chúng sẽ không thể tiến hóa thêm được nữa. Vậy nên hình hài của chúng mới cute hạt me như thế. Kỳ nhông Asotol có thể sống được rất lâu, chỉ cần chúng không bị đe dọa là ok con dê hết haha. Để bể cá bớt buồn chán, Bảy chọn thả đàn cá tam giác trắng vào trong bể, vãi nho hai thằng cu kỳ nhồn thì ngại ngùng e thẹn nấp trong bụi cây mới hài chứ. Lắm lúc nó hãy có hành động vô tri như này nè, tự thả lỏng bản thân rơi xuống mặt đất, cute thật chớ. Nếu bạn nào muốn có một chú kỳ nhông Asotol về làm cảnh, hãy mau chóng comment xuống phần bình luận để Nom Nom kêu anh Bảy ship đến tận nhà các bạn nha. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay anh vừa nghĩ ra được một trò khá thú vị. Anh vừa tậu được bịch sâu khá lớn, chúng nó nằm hết ở trong hũ này nè. Cụ thể thì ông cháu đã trông được bên nhà bà hàng xóm, nhưng đen cái là lần này ông cháu bị bà hàng xóm giã què chân, thật nhọ nồi quá mà. Giờ anh phải bó bột thế này nè. Giới thiệu cho các bạn, đây là bộ đồ chơi siêu cấp mà anh Bảy mới mua được đấy nhé. Đây là bộ đường ray xe lửa xuyên vũ trụ, chỉ cần lắp đường ray rồi để tàu điện chạy que rất cute luôn. Bạn nào muốn có một bộ hãy comment xuống dưới để Nom Nom kêu anh Bảy ship về tận nhà các bạn nha. Bảy trọ tuy lớn đầu đã có vợ con nhưng tâm hồn anh vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Thanh niên cực kỳ thích mấy thứ như này. Giờ ông cháu sẽ để chùm sâu cản trở đường đi của tàu điện, ái chà nó đi xuyên qua luôn kìa. Chứng tỏ động cơ cũng khá khỏe đấy chứ. Lần này thay bằng hai toa tàu thậm chí còn nhanh hơn nữa. Anh Bảy tăng số lượng sâu và thêm một toa nữa phía sau. Cái kết mặc dù tàu đã đi xuyên qua nhưng hai toa cuối đã bị lật đổ. Trời mé, đúng là vô tri hết sức mà. Bọn sâu này trông cũng ngon chắc tẹo nữa, anh Bảy sẽ cho bọn chúng lên chảo dầu vậy. Ở tình huống tiếp theo, anh Bảy lại nghĩ ra một trò nghịch mới khá thú vị. Trước mắt là bầy kiến đạn mà ông cháu đã chuẩn bị sẵn nè. Quá cute phải không các bạn? Đố mọi người đây là thứ gì đấy? Nó là loại sô-cô-la thượng hạng có giá 7 tỷ, khá bèo nhèo. Bên trong túi bạc kia chính là tổ kiến đạn. Trời mé, có rất nhiều trứng non mà kiến chúa mới đẻ ra. Ban đầu anh Bảy chỉ mua kiến chúa về để giải trí thôi. Ai dè nó đẻ quá trớn khiến anh Bảy mất kiểm soát. Bảy trọ sẽ bóc sô-cô-lô từng miếng, sau đó để hết vào túi và dùng tay không giã nhỏ, cỡ này chắc đủ rồi đó, đổ vào trong chậu rồi làm sô-cô-la tan chảy. Bảy bóng cất trong tủ lạnh 6 tiếng rưỡi, cuối cùng nó ra thành quế này đây. Anh Bảy sẽ kết nối với tổ kiến đạn để xem chúng có phản ứng thế nào. Vãi nho, chỉ trong một phút mà chúng đã đào xuyên qua lớp đầu. Loài kiến thì thường bị dẫn dụ bởi đồ ngọt và với miếng sô-cô-la khổng lồ này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên anh Bảy hiện tại cũng rất đói nên thanh niên sẽ giữ miếng sô-cô-la để ăn dần, chứ hiếm khi mới được ăn sô-cô-la mà lại để kiến đạn ăn hết thì phí lắm haha. Trước mắt các bạn đây là quần thể sâu với hàng nghìn con sâu, và hôm nay anh Bảy quá rảnh rỗi nên đã mua một cái não lợn để test xem với bằng này con sâu, chúng có thể ngốn sạch được cái não này hay không. Ban đầu bọn sâu sẽ từ từ tiến tới, với mùi máu tanh tươi ngon như này sẽ khiến cho hormone bên trong cơ thể sâu được kích thích tối đa. Bọn chúng ngấu nghiến nhìn ghê quá các bạn ạ. Do phần bên trên quá cao nên sâu con sẽ cắn sẽ phần dưới của não trước. Ôi vãi đạn, các bạn thấy cái não đang đổi màu chứ? Thật ra để hàng nghìn con sâu ăn hết được cái não này, anh Bảy phải đợi hàng giờ đồng hồ. Eo ơi, có vẻ như não đang tiết ra một thứ dịch trắng nào đó. Đố các bạn biết đó là gì á? Đù mé zoom kỹ mới nhận ra chất dịch trắng đó là do cái não đã bị thối rữa. Mùi thúi sùm khắp phòng anh Bảy. Bên cạnh đó có rất nhiều ruồi nhặng đến ăn ké. Eo ơi, Nom Nom xem mà buồn nôn quá đi các bạn ạ. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là một hệ sinh thái mới gồm nhiều loài động vật và các sinh vật khác nhau mà anh Bảy dành cả ngày hôm qua để xây dựng. Chúng ta hãy cùng xem cách mà thanh niên này hoàn thành nó như thế nào nhé. Đầu tiên anh Bảy sẽ chuẩn bị một hộp kính làm không gian chứa hệ sinh thái bên trong, sử dụng đất nền trộn với đất tơi xốp giàu dinh dưỡng sẽ giúp cây cối phát triển một cách tốt hơn. Ngoài ra đất tơi xốp sẽ giúp thấm hút độ ẩm, kiểm soát được sự sinh sôi từ các vi sinh vật. Cắm một vài viên đá cẩm thạch mua từ bên Nam Cực về, Bảy trọ phải chôm thêm quỹ đen của vợ để mua lớp rêu xanh Nam Mỹ này. Trông vậy thôi nhưng rẻ lắm các bạn à, chỉ 2 tỷ một nắm rêu như thế này. Anh sẽ đặt rêu vào bề mặt của hệ sinh thái, để thêm phần tự nhiên thì ông cháu thả vài chiếc lá vàng rơi xuống, nó sẽ là thức ăn tạm thời cho những loài động vật chân đốt. Hệ sinh thái sắp được hoàn thành rồi đó. Anh Bảy sẽ phun ít hơi nước cung cấp độ ẩm, và con vật đầu tiên mà Bảy trọ muốn làm chùm ở hệ sinh thái này chính là bọ chét nguyên tử. Vãi trưởng luôn, nhìn màu sắc của nó như con ngựa vằn vậy các bạn à. Tạm thời anh Bảy sẽ thả một con bọ chét xuống trước để xem chúng có thể sinh tồn ở hệ sinh thái này hay không. Tiếp theo đó sẽ là mấy con bọ sữa, chúng có công dụng ăn sạch các vi sinh vật gây hại nhỏ bé. Ngoài ra để tăng cường xương khớp cho bọ chét, anh Bảy đầu tư hẳn một lọ bột canxi carbonate mới ác. Một tuần sau, điều kỳ diệu xảy ra khi hệ sinh thái này đã phát triển rất mạnh mẽ. Trước mắt các bạn đây là một con sên đất châu Phi, bằng một cách nào đó nó đã mò vào hệ sinh thái này các bạn ạ. Vãi trưởng, mọi người nhìn thấy cái mỏ của nó đang há ra để lao lính chứ. Ngoài ra sên đất đã đẻ một bầy trứng, có con non đã thoát ra ngoài rồi kìa. Ây cha, đây là cặp cuốn chiếu đang giao phối với nhau đấy à. Có vẻ con đực đang tìm chỗ nào đó ngon nghẻ hơn để tiếp tục công việc hệ trọng.
Con sen đất này đã ngốn được khá nhiều lá cây rồi đấy. Mở lớp rêu này ra thì anh Bảy phát hiện có tổ kiến lửa đang ngự trị ở đây. Xới lớp đất lên chúng ta có thêm rất nhiều run kim nữa nè. Bảy trọ đang tính làm món run xào xả ớt đây các bạn ạ. Giờ ông cháu sẽ dọn dẹp lại một chút hệ sinh thái. Vãi nhái thật chứ, Bảy trọ thả một miếng dưa chuột vô mà có rất nhiều sinh vật đến ăn bám luôn. Chắc thanh niên cần thêm thời gian để nuôi mấy em lớn đây. Dự là sẽ tốn tiền lắm. Sang ngày tiếp theo, anh Bảy muốn quan sát kỹ hơn mấy bé bọ chét nguyên tử. Thả một miếng cà rốt vào trong. Chỉ vài giây mấy thanh niên đã tự mò tới. Bọ chét rất thích những loại trái cây tươi. Nhìn hàm răng đang ngấu nghiến thức ăn của chúng cũng dễ thương phết đấy chứ. Vãi nhái luôn, có một con kiến thợ cũng đến tranh giành đồ ăn mới ác. Mặc dù vậy thì loài bọ chét chỉ ăn thực vật chứ không có ăn thịt nha các bạn. Anh Bảy chợt để ý thấy một con muỗi đang bay vo ve trong hệ sinh thái. Có lữ chúng đã đột nhập vào bên trong dưới dạng ấu trùng hoặc trứng như thế này. Với nhiệt độ thích hợp của môi trường, con muỗi đã đăng nhập xe vờ trái đất nhanh chóng. Các bạn nhìn thấy những hoa văn trên mặt kính này chứ? Nó không thể là dấu chân của bọ chét nguyên tử hay nuôi được. Trước mắt các bạn đây chính là cận cảnh quá trình lột xác của bọ chét nguyên tử. Sau mỗi lần lột xác, cơ thể của nó sẽ to ra trông thấy, và bên dưới lòng đất xuất hiện một con giun đất đang bò lổm nhổm. Dự là anh Bảy sẽ xử lý nó ngay và luôn. Giờ thì chắc phải đi nấu cơm cái không về vợ nó đấm chết các bạn ạ.